Phương thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhân. Sa thù sa thù lành thai, út ta mang về na hoàn đề hằng bà đa bằng xuống qua út ta mang. Bút thể vô khá lý tổ đồ sổ bút thô, khá ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần với chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamangê na hoàn đề hằng thăm mình cha đuôi thằng qua rằng thăm mê vô khá lý tổ đồ sô thăm mô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng Phật bảo là Pháp học và Pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Pháp bảo, cúi xin Pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamangê na hoàn đề hằng sanh khanh cha đuôi thốt ta măng sanh về vô khá lý tổ đồ sô sanh khổ khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ con kính dân mít đến ngài Trí Đức để ngài chúc phúc đạo tràng chúng con. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddhaya anupāvena sadā sotthi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma anupāvena sadā sotthi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha anupāvena sadā sotthi Phật hoàn tụ tên tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quá đức của chư Phật, do nhờ quá đức của giáo pháp, do nhờ quá đức của chư tăng, các sự thành lời thường thường đến người Tê A Thất Lạc Tha Xúc Tả Vô Na Ha Bồ Tát Sa Sa Ni A Rô Ga Xúc Tả Hô Tha Sa Ha Sắp Bê Thiện nhà tị phiên cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thủ sa thủ lành thai. A ca sát tha chấp phum mát tha đề hoa na ga mất thi ca bụn nhân nô an ô mô đành tu chi rằng rạc gành tu xa xa năng. A ca sát tha chấp phum mát tha đề hoa na ga mất thi ca bụn nhân nô an ô mô đành tu chi rằng rạc gành tu nô ga ru. A ca sát tha chấp phum mát tha đề hoa na ga mất thi ca bụn nhân nô anh ôm ô đành tu chi rằng gặp thành tu nhà ta vô. A ca sát tha chấp phum mát tha đề hoa na ga mất thi ca bụn nhân nô anh ôm ô đành tu chi rằng gặp thành tu bà ni nô. A ca sát tha chấp phum mát tha đề hoa na ga mất thi ca bụn nhân nô anh ôm ô đành tu chi rằng gặp cành tu nô xa đà. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thân mọi điều, lắm vương thần lực có nhiều. Đặng sinh quan hỷ phước đều, chúng con hộ trì Phật giáo tăng bội. Các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tranh khỏi nạn tai. Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con quy tụ đạo màu tu hành tinh tận ngọ hầu vô sanh. Văn kinh chi cú sa la cam mang cát tắc bằng kỳ ri văn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su gác thăng cát tăng dê sát ta san nhi nô ạc thi dê cha sát ta san nhi nô.
ca tăng mu nhã phá lăng mây hằng sắc bê phá vi phá hoàn tu tê dê tăng ca tăng suối đi tăng đinh năng bùn nhã phá lăng ma già dê cha ta ta nát cha nàn ti đề hoa gần tòa ni huệ đại dâm sắc bê lô cầm ni dê sắc ta chỉ hoàn ta ha ra ê tu ca ma nôn nhang phụ cha năng sắc bê la phàn tu ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chung độ lên thiên đàng cung trời đau lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an phước con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hậu mạch ngay có người làm phước được rày lại đem hội hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hạng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cúng dường quá thành thực phẩm mùi hương thọ lòng y đằng nô nhà tỳ năng hồn su khi tà hồn tu nhà tại vô phước báo mà con đạt trong sạch làm đây con xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc của chúng con đã qua bạn rồi cầu xin cho các vị ấy hằng có được sự yên vui y đằng quá ta mê buồn nhằn sa quá khai già qua hằng hồ tu xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Dạ, con đã xong phần lễ bái Tam Bảo. Con kính cảm ơn Ngài Tri Đức đã truyền tâm quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Dạ. Phước báo nào có được trong ngày hôm nay thì con cũng kính dâng đến Ngài Tri Đức cùng chư Tôn Đức quý bà quý cô tu nữ. Và con cũng chia phước này đến đạo tràng pháp hội. Mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài luôn được an vui trong đời sống phạm hạnh và sớm thành tựu được đạo quả giải thoát. Con mong rằng phước này cũng trợ duyên cho quý vị trong đạo tràng cùng với con tu tập được tiến hóa để sớm đạt được thành tựu y như ý nguyện. Dạ, bây giờ con xin dâng mic trở lại cho ngài. Nam mô Bụt Thầy, mô Tham Ma, nam mô Sang Khai. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nickname mà chúng tôi được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Kính chào chư thiện nam tín nữ, sa thú Sikmita, Sikmita đã lễ bái Tam Bảo thọ trì quy giới, thời gian rất là vừa phải lẽ ha, sa thú. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 33. Câu Phật ngôn này là cái câu đầu tiên trong 11 câu Phật ngôn về phẩm tâm Citta Vaggha. Phẩm tâm này có tất cả 11 câu Phật ngôn ha. Đây là câu đầu tiên. Và trước khi bước vào bài học, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo Buddho Mahesi Arahant Tathagata Lo Gotamo Sappagaru Hichet Thakolo Kassasatha Chanadam Mako Vido Vanda Mahantan Narapu Chanai Yakam. Như Lai giác ngộ khắp màu, ngài vật thức không đâu sinh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tôi thường nhớ chủ kỹ năng vô lượng, tứ đế ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, nhân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường.
tam mô bát đi bồ viết tá sa sát thu nô lô ca nó mạnh thát sa vi na ca rô cô sắp bành nhu bút thấp bát thi phù thi sanh nhá tù hoàn đà má hành tầng na ra phù cha này gia cần pháp bảo với nhân vàng như lai soi sáng vạc mạng vô minh pha tan lầm lạc dũng sinh đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp hoàng đảng cho công chúng nhân gian cũng dược. Sân khô quý số thô số gá tá sá xà quát gồ sá khà số cà mô quát rá thầm bá sá khá gồ niền đà bá sân xà đi á nà đá rồ quá rồ hoành đà má hành tầng ná rá bù. Cha này giác cần tăng bảo thinh văn Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tình ách tế giá tệ chê nát sách khà mê ê tu quá thanh năng tác xà bí à nút phà quê nát xa hát xà dê nát sách chạch tốt. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Giá. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu đầu tiên: Phần đa năng chấp ba lần chết tầng. Phần đa năng chấp ba lần chết tầng. Phần đa năng chấp ba lần chết tầng. Câu số 2: Đu rắc khăn đun ni hòa ra dần. Đu rắc khăn đun ni hòa ra dần. Đu rắc khăn đun ni hòa ra dần. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Phần đa năng chấp ba lần chết tăng đủ rắc khăn đun ni hòa ra dần. Phần đa năng chấp ba lần chết tăng đủ rắc khăn đun ni hòa ra dần. Phần đa năng chấp ba lần chết tăng đủ rắc khăn đun ni hòa ra dần. Bây giờ qua câu 3, câu 4. U chung ca rô tí mê tha quy. U chung ca rô tí mê tha quy. U chung ca rô tí mê tha quy. Rồi câu số 4. U su ca rô quá tê chát năng. U su ca rô quá tê chát năng. U su ca rô quá tê chát năng. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. U chung ca rô tí mê tha quy. U su ca rô quá tê chát năng. U chung ca rô tí mê tha quy. U su ca rô quá tê chát năng. U chung ca rô tí mê tha quy. U su ca rô quá tê chát năng. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại nguyên bài. Quan đát năng chấp ba lần chết tăng đủ răng khăn đun ni hòa ra dần. U chung ca rô tí mê tha quy. U su ca rô quá tê chát năng. Hụt hơi, xin lỗi.
phần đa năng chấp bạc lặng chít thăng đu rắc khăn đun đi hòa ra dặn ú chung ca rô tiết mê thà quỳ ú chúc ca rô quắc tê chắc năng. Phần đa năng chấp lặng chít thăng đu rắc khăn đun đi hòa ra dặn ú chung ca rô tiết mê thà quỳ ú chúc ca rô quắc tê chắc năng. Phần đa năng chấp lặng chít tăng đu rắc căng đun đế hòa ra dặn u chung ca rô chi mê tha quỳ u su ca rô quá tệ chát năng. Rồi còn một cách đọc nữa, tức là chúng ta dừng lại ở cuối câu số 2. Phần đa năng chấp lặng chít tăng đu rắc căn đun ni hòa ra dặn u chung ca rô tí mê tha quỳ u su ca rô quá tê chát năng. Cách đọc thứ hai chúng ta thấy dễ hơn ha. Cách đọc thứ nhất dễ bị hụt hơi. Phần đa năng chấp bát lần chết tăng đu rắc căn đun ni hòa ra dặn u chung ca rô tí mê tha quỳ u su ca rô quá tê chát năng. Quý vị thấy cách đọc thứ hai dễ ha. Như vậy thì cố gắng đọc, đọc cách thứ hai nha. Rồi làm gì mà đưa tay đưa chân nhảy. Rồi bây giờ qua cái giọng kể. Phần đa năng cha ba lăng chinh tăng đu ra thân đu ni quan ra dặn ủ chung ca rô ti mê tha quỳ ngu su ca rô hòa tê cha năng. Phần đa năng cha ba lăng chinh tăng đu ra khăn đun ni quan ra dặn ủ chung ca rô ti mê tha quỳ ủ su ca rô hòa tê cha năng. Vẫn đa năng cha ba lăng chinh tăng đu ra khăn đun ni quan ra dặn ủ chung ca rô ti mê tha quỳ ủ su ca rô hòa tê cha năng. Tâm hoảng hốt dao động khó hộ trì khó nhiếp, người chỉ làm tâm thẳng như thở tên làm tên. Bài này rất là thực tế ha, bởi vì khi chúng ta mới đọc á, chưa có thuần thục á, thì tâm hoảng hốt dao động, mà chính tâm hoảng hốt dao động á, làm cho chúng ta đọc nó bị rối ha. Nhưng mà khi đọc mà quen mặt chữ rồi thì khi đó chúng ta thấy giống như người trí làm tâm thắng vậy. Rồi bây giờ mời Sĩ Mê Ta, Sĩ Kim, Sĩ Kim Nhung, Sĩ Hà. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Trước hết, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con cũng xin đọc trả bài cái câu Pháp Cú số 33 của cái phẩm mới hôm nay. Phần đa năng cha ba lăng chích tăng đô rắc khăn đôn ni hoa ra dăng u chung ca rô ti mê tha quỳ u su ca rô quá tê cha năng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Phan trường âm nhấn, đá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá bá là hai đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chích trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đu
trường âm thông thường, rắc trường âm nhấn, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đun trường âm nhấn, ní đoạn âm, qua trường âm thông thường, rá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phan đa năng cha ba lăng chích thăng đô rắc khăn đun ní qua rá văn. Con phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Ú đoạn âm, chung trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá đoạn âm, rô trường âm thông thường. Tí đoạn âm, mê, tha, quy là ba trường âm thông thường. Ú, sú, hai đoạn âm. Ca, rô, hai trường âm thông thường. Quá, đoạn âm. Tê, trường âm thông thường. Chá, đoạn âm. Năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. U chung ca rô tí mê tha quy u chú ca rô quá tê cha năng. Và con xin đọc lại hết bài. Phan đa năng cha ba lăng chích tăng đô rắc găng đun ni hoa ra văn. U chung ca rô tí mê tha quy u su ca rô quá tê cha năng. Phan đa năng cha ba lăng chích tăng đô rắc khăn đun ni hoa ra văn. U chung ca rô ti mê tha quy u su ca rô quá tê cha năng. Tâm hoảng hốt dao động khó hộ trì khó nhiếp, người trí làm tâm thẳng như thợ tên làm tên. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phan đa năng cha ba lăng chích tăng đô rắc khăn đun ni hoa ra văn. Ô chung ca rô tỳ mê tha quy ô su ca rô qua tề cha năng. Và con đã đọc xong và kể xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài cùng với đạo tràng chỉnh sửa. Và con xin nhường mic cho cô Kim. Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Hôm nay con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 33, đó là câu số 1 của Phẩm Tâm Chích Tá Quắc Cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rồi 6, 5, 6 người cho tín hiệu nghe rõ, vậy là tốt, âm thanh tốt ha, không có chuyện gì trục trặc ha. Con xin bắt đầu trả bài đó sư, bữa nay sư khỏe ha. Con không hiểu tại sao cái chữ đu rắc khăn nó lại giống nguyền sư, tại vì nó là ba cái chữ đú, đú rắc, đú với rắc khăn, rắc rút, rắc khá mà, sao kỳ á, không hồi sư vô ha, nhiều chuyện quá à. Trả bài đi. Con xin trả bài câu pháp Kinh Pháp Cú câu số 33. Bành đa năng cha pha lăng chích tăng đu rắc khăn đùng ni hòa ra văn. U chùm ca rô ti mê tha quỳ u su ca rô quá tề cha năng. Bành đa năng cha pha lăng chích tăng đu rắc khăn đùng ni hòa ra văn. U chùm ca rô ti mê tha quỳ u su ca rô quá tề cha năng. Phân tích câu 1 và câu 2. Bành trường âm nhắn, đá đoạn âm. Năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chá bá hai đoạn âm. Lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chích trường âm nhắn. Tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2. Đu trường âm thông thường. Rắc trường âm nhắn. Khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đung trường âm nhắn. Nhí đoạn âm. Qua trường âm thường. Rá đoạn âm. Văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Bành đa năng cha pha lăng chích tăng đu rắc
khăn đùng ni hòa ra dặn u chùm kha rô ti mê thà quỳ u su kha rô quá tệ cha năng bành đa năng cha ba lần chích tăng đù rắc khăn đùng ni hòa ra dặn u chùm kha rô ti mê thà quỳ u su kha rô quá tệ cha năng. Phân tích câu số 3, ú đoạn âm, chùm trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá đoạn âm, rô trường âm thông thường, tí đoạn âm, mê tha quy ba trường âm thông thường, câu cúng cùi hai câu cuối cùng, ú xú hai đoạn âm, kha rô hai trường âm thông thường, quá đoạn âm, tê trường âm thông thường, chá đoạn âm, năng trường âm đọc nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Con ca theo kiểu con, không ca theo kiểu cho sư đâu, khó kèo quá. U chùm kha rô tí mê thà quỳ u su kha rô quá tề cha năng bành đa năng cha ba lăng chích tăng đù rắc khăn đùng ni hòa ra dặn u chùm kha rô tí mê thà quỳ u su kha rô quá tề cha năng bành đa năng cha ba lăng chích tăng đù rắc khăn đùng ni hòa ra dặn u chùm kha rô tí mê thà quỳ u su kha rô quá tề cha năng bành đa năng cha ba lăng chích tăng đù rắc khăn đùng ni hòa ra dặn u chum kha ro ti ma wi u su kha ro qua te cha năng bành đa năng cha ba lăng chít tăng đồ ra khăn đồ ra khăn đúng ni wa ra yang u chum kha ro ti me tha wi u su kha ro qua te cha năng bành đa năng cha ba lăng chít tăng đù ra khăn đúng ni hòa ra dặn u chùm kha rô ti mê tha quỳ u su kha rô qua tê cha năng tâm hoảng hốt dao động khó hộ trì khó nhiếp người trí làm tâm thẳng như thợ tên làm tên. Đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Coi 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 vậy. Coi 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 trời. Đó, bữa nay là sư khỏe nha, ngồi nghe nha, không có đi làm công chuyện nữa. Hay, coi rồi, đó, Hồng Mai nè, vỗ tay vỗ chân nè, đưa cái gì số 1 nữa. Cô Mít Trà nè, trời ơi, Giang Nhật Khả đâu mắc tiêu rồi. Vỗ tay vỗ chân vậy mới vui chứ. Ơi, cảm ơn quý vị. Ồ, con không có sai gì hết trơn phải không sư? À, quý vị thấy tôi có đọc sai gì không quý vị, cho biết nha. Rồi, cảm ơn quý vị đã vỗ tay vỗ chân và cho bông hoa nhóc luôn. Xin mời Hồng Thị Kim Nhung kế tiếp nha. Rồi, cảm ơn. Good luck. Alo, alo. Dạ, kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc bài và phân tích ạ. Phan đa năng cha ba lăng chít tăng đô rắc khăn đô ni hòa ra dặn u chung ca rô ti mê tha quy u su ca rô quá tê cha năng. Phan đa năng cha ba lăng chít tăng đô rắc khăn đồ ni hòa ra dặn chung ca rô ti mê tha quỳ u su ca rô quá tê cha năng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Phan là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá bá là hai đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đu là trường âm thông thường, rắc là trường âm nhấn, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đun là trường âm nhấn, ní là đoạn âm, qua trường âm thường, rá là đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phan đa năng cha ba lăng chít tăng đu rắc khăn đu ni hòa ra dăng.
Câu 3 và câu 4 ạ. Ú là đoạn âm, trung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, mê, tha, quy là ba trường âm thông thường. Ú, xú là hai đoạn âm, ca, rô là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, trá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. U chung ca rô ti mê tha quy u su ca rô quá tê cha năng phần đa năng cha ba lăng chít tăng đô rắc khăn đô ni hoa ra dăng. U chung ca rô ti mê tha quy u su ca rô quá tê cha năng. Tâm hoảng hốt dao động, khó hộ trì, khó nhiếp, người trí làm tâm thẳng, như thợ tên làm tên, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kể ạ. Phan đa năng cha bà lăng chi tăng đu rắc khăn đun ni hoa ra giang u chú ca rô tì mê tha huy u su ca rô hoa tê cha năng. Phần đa năng cha bà lăng chi tăng đu rắc khăn đun ni hoa ra giang u chung ca rô tì mê tha huy u su ca rô hoa tê cha năng. Tâm hoảng hốt dao động, khó hộ trì, khó nhiếp, người trí làm tâm thẳng, như thợ tên làm tên, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Con kính tri ân sư. Dạ cảm ơn đạo tràng. Thân mời Hà. Dạ Nam Mô Phật Thà Dạ Nam Mô Tham Ma Dạ Nam Mô Sàng Khai Dạ Dạ Con Thân Ấn Lãnh Ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và con kính chào các cô tu nữ và đạo tràng. Con xin trả bài. Bành đa năng cha ba lần chích tăng đù rắc khăn đùng ni hòa ra dặn u trùng ca rồ ti mề thà quỳ u su ca rồ quá tề cha năng. Bành đa năng cha bằng chích tăng đúc đù rằng thằng đù ni hòa ra dặn u chú ca rồ ti mề thà quỳ u su ca rồ quá tề cha năng. Anh là trường âm nhấn đá, đoạn âm năng trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Chá, bá, hai đoạn âm, lăng trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Chích, trường âm nhấn, tăng trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Đu trường âm, thông thường, rắc trường âm nhấn, khăn trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Đun trường âm nhấn, lý, đoạn âm qua trường âm, thông thường, rá. Đoán âm văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phần đa năng cha ba lần chích tăng đù rắc khăn đùng ni hòa ra dần u trùng ca rồ ti mề thà quỳ u su ca rồ quá tề cha năng. Ú đoán âm chung trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá đoán âm rô trường âm thông thường. Tí đoạn âm mê tha quy ba trường âm thường. Ú đoạn âm ú xú hai đoạn âm ca rô hai trường âm thông thường. Quá đoạn âm tê trường âm thông tê trường âm thông thường. Chá đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ú trùng ca rô ti mê tha quy ú xú ca rô quá tê cha năng. Phần đa năng cha ba lần chích tăng đu rắc khăn đu ni hòa ra dần u chú ca rô ti mê tha quy u su ca rô quá tề cha năng. Dạ con xin kể. Dạ con xin kể. Tâm hoảng hốt dao động, khó hộ trì, khó nhiếp, người trí làm tâm thẳng như thời. Tên là tên bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phan đa năng cha ba lăng chích tăng
su ca ro ti me tha vi u su ca ro va te cha na. Dạ con có sai, xin nhà vị đạo tràng chứng xử, con xin trao mất lại cho vị kế tiếp. Dạ con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 33. Phanh đa lăng cha ba lăng chít tăng đu rắc khăn đun ni hòa ra giăng. U chung ca rô ti mê tha quỳ u su ca rô qua tê cha năng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Phanh trường âm nhấn, đá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá bá hai đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đu trường âm thông thường, rắc trường âm nhấn, khăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đun trường âm nhấn, ní đoạn âm, qua trường âm thông thường, rá đoạn âm, giăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phanh đa năng cha ba lăng chít tăng đu rắc khăng đun ni hòa ra giăng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Ú đoạn âm trung trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá đoạn âm rô trường âm thông thường, tí đoạn âm, mê tha quy ba trường âm thông thường, ú xú hai đoạn âm, ca rô hai trường âm thông thường, quá đoạn âm, tê trường âm thông thường, chá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, u chung ca rô ti mê tha quỳ u su ca rô quá tê chá năng. Con xin thân đọc lại nguyên pháp cú số 33. Phanh đa năng cha ba lăng chít tăng đu rắc khăn đun ni hòa ra giăng. U chung ca rô ti mê tha quỳ u su ca rô quá tê cha năng. Phanh đa năng cha pa lăng chít tăng đu rắc khăn đun ni hòa ra giăng. U chung ca rô ti mê tha quỳ u su ca rô quá tê cha năng. Tâm hoảng hốt dao động, khó hộ trì, khó nhiếp, người trí làm tâm thẳng như thợ tên làm tên. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ con kính đỉnh dạ con kính đỉnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng, Ấn Đức Phật, Ấn Đức Pháp và Ấn Đức Tăng. Con kính đỉnh lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính lễ quý cô tu nữ Thức Phúc Hạnh. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 33. Phần đa năng cha ba lăng chít tăng đu ro rắc khăng đun ni hòa ya yang. U chung ca rô ti mê tha quy u su ca rô hoa tê cha năng. Phần đa năng cha ba lăng chít tăng đu rắc khang đun ni hòa gia rằng u chung ca rô ti mê tha quy u su ca rô qua tê cha năng. Là con phân tích câu 1 và câu 2. Phan đa năng cha ba lăng chít tăng đu rắc khang đun ni hòa gia rằng. Câu phân
Tăng là trường âm nhấn, Á là đoạn âm, Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Chá Bá là hai đoạn âm, Lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Chít là trường âm nhấn, Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Đu là trường âm thông thường, Rắc là trường âm nhấn, Khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Đun là trường âm nhấn, Lý là đoạn âm, Qua là trường âm thông thường, Giá, Rá là đoạn âm, Giăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 3 và câu số 4. U trùng ca rô ti mê tha quỳ u su ca rô qua tê cha năng. U là đoạn âm, trung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, tha là trường mê, tha quy là ba trường âm thông thường, ú sú là hai đoạn âm, ca rô là hai trường âm thông thường, quá đoạn âm, tê trường âm thông thường, chá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Hạ con xin đọc lại toàn bài. Phần đa năng cha ba lăng chít tăng đu rắc khăng đun ni qua ra giang u chung ca rô ti mê tha quy u su ca rô qua tê cha năng. Tâm hoảng hốt dao động khó hộ trì khó nhiếp, người trí làm tâm thẳng như thợ tên làm tên. Đấy là của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Phần đa năng cha bà năng chín tăng đủ rắc khăng đôn hì qua ra giang ủ chung ca rô tì mê tha quy u ru ca rô quả tê cha năng. Văn đa năng cha bà lăng chín tăng đủ răng khăng đun nì qua ra giang ủ chung ca rô tì mê tha quy u ru ca rô quả tê cha năng. Dạ con đã kệ và đọc xong, con xin Ngài Trí Đức và Đạo Tràng. Con có sai thì Ngài Trí Đức và Đạo Tràng sửa cho con ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ con kính đánh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đánh lễ Sư Trí Đức và Quý Chư Tăng. Kính chào cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tuệ Duyên, kính chào toàn thể Đạo Tràng. Dạ cảm ơn các bạn đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ con xin trả bài câu số 33 phẩm tâm. Phàn đá năng chấp ba lăng chích tăng đu rắc khăng đun ni hòa ra giang u chùn ca rô ti mê tha vi u su ca rô quá tê cha năng. Phàn đá năng chấp ba lăng chích tăng đu rắc khăng đun ni hòa ra giang u chun ca rô ti mê tha vi u su ca rô qua tê cha năng. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Anh đa năng chấp ta lăng chích tăng đu rắc khăng đun ni hòa ra giang. Phan là trường âm nhấn, đá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá tá hai đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chích trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đu trường âm thông thường, rắc trường âm nhấn, khăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đun trường âm nhấn, ní đoạn âm, qua trường âm thông thường, rá đoạn âm, văng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phàn đá năng chấp ta lăng chích tăng đu rắc khăng đun ni hòa ra văng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. U chun ca rô ti mê tha vi u su ca rô qua tê cha năng. U là đoạn âm, chun là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá đoạn âm, rô trường âm thông thường, tí đoạn âm, mê tha vi ba trường âm thông thường, u
xú hai đoạn âm, ca rô hai trường âm thông thường, quá đoạn âm, tê trường âm thông thường, chá đoạn năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. U chun ca rô ti mê tha vi u su ca rô quá tê cha năng. Dạ, con xin đọc lại câu văn ba. Phàn đa năng chấp ba lăng chít tăng đu rắc khăn đu ni hoa ra dăng. U chun ca rô ti mê tha vi u su ca rô quá tê cha năng. Tâm hoảng hốt dao động, khó hộ trì, khó nhiếp. Người trí làm tâm thẳng, như thợ tên làm tên. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc kệ. Phan đa năng cha pa lăng chi tăng du ra khan đun ni hoa ra yang u chun ca ro ti me tha vi u su ca ro wa te cha năng. Phan đa năng cha pa lăng chi tăng du lạc khan đun hoa ra yang u chun ca rô ti nê tha uy u su ca rô wa tê cha năng. Dạ, con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin nhờ sư đức chỉnh sửa, xin nhờ đạo tràng chỉnh sửa giùm. Dạ, xin cảm ơn sư tri ân sư và cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, xin mời Tina. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Chứng Đức, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô trương nữ và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú. Pan đa năng cha pa lăng chi tăng du rắc khăn đun ni hoa ra yang u chun ca rôn ti mê tha vi u su ca rô quá tê cha năng. Pan đa năng cha pa lăng chi tăng du rắc khăn đun ni hoa rắc yang u chun ca rô ti mê tha vi u su ca rô quá tê chát năng. Tâm hoảng hốt dao động, khó hộ trì, khó nhiếp. Người trí làm tâm thẳng, như thở tên làm tên. Dạ, con xin phân tích câu 1 và 2. Văn đắc năng chấp bất năng chít tăng du rắc khăn đun ni hoa rắc yang. Văn trường âm nhấn đá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chá bá hai đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chích trường âm nhấn tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Từ trường âm thông thường. Rắc trường âm nhấn, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đun trường âm nhấn, ní đoạn âm qua trường âm thông thường. Rá đoạn âm, dăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Văn đá năng cháp bát lăng chín tầng đu rắc khăn đu ni hoa rắc dân. Câu 3 và 4. U chun ca rôn ti mê tha vi u su ca rô quá tê chát năng. U trường u đoạn âm chun trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Khá rô khá đoạn âm rô trường âm thông thường tí đoạn âm. Mê trường âm thông thường tha trường âm thông mê tha quy ba trường âm thông thường ú đoạn âm xú đoạn âm ca trường âm ca rô hai trường âm thông thường quá đoạn âm tê trường âm thông thường trá đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm ú trường ca rô tiếp mê tha quy ú xú ca rô quá tê năng văn đắc năng chấp bát lăng chích tăng du rắc khăn du ni hoa rắc yang u chun kha rôn ti mê tha vi u su kha rô wa tê chát năng. Phan đa năng cha ba lăng chín tăng du rắc khăn du ni hoa rắc yang u chun kha rôn ti mê tha vi u su kha rô wa tê chát năng. Phan đa năng cha ba lăng chín tăng du rắc khăn du ni hoa ra yang u chun ca rô ti mê tha vi u su ca rô hoa tê cha năng. Dạ, thưa con kính tri ân quý sư và quý bà quý cô tư nữ và đạo tràng, có sai xin sửa giùm cho con. Con kính mời huynh đạo huynh. Dạ. Thank you.
Dạ, cảm ơn sư Tina. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, kính chào cô Nhật Quỳnh, kính chào quý bà, quý cô, quý anh chị em. Dạ, xin đọc bài kinh Pháp Cú 33. Phần đá năng cá ba lăng chích tăng, phần đá năng cá ba lăng chích tăng, đù rắc khăn đùn đi và ra giang, ú trùng cá rồ tí mề tha quỳ tha tha quỳ, ú xú cà rồ và quá tề cá năng. Xin đọc lại lần nữa, nó hơi lộn cộng. Phần đá năng cá ba lăng chích tăng, đù rắc khăn đù đi hòa ra giang, ú trùng cá rồ tí mề thà quỳ, ú xú cà rồ quá tề chá năng. Cũng xin phân tích mặc dù rất là dễ nhưng mà dễ nhiều khi cũng cật lắc thôi quý vị. Phần là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, năng là đoạn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá bá là hai đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đu là trường âm thông thường, rắc là trường âm nhấn, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đun là trường âm nhấn, lý là đoạn âm, qua là trường âm, ra là đoạn âm, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú là đoạn âm, trung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, rô là trường âm, tí là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, ma là trường âm, vi là trường âm, ba trường âm, ú xú hai đoạn âm, ca là trường âm, rô là trường âm, quá là đoạn âm, tê là trường âm, giá là đoạn âm, năng là trường âm, ta đọc theo giọng nguyên âm. Chữ đầu tiên không biết nó lộn không, thanh trường âm giống như vậy nhỉ. Bây giờ đã hơn xin kể ha. Anh ta năng ca ba lăng chi tăng, đu rắc khăn đun đi qua ra giang, phần đa năng ca ba lăng chích tăng, đu rắc khăn đun đi qua ra giang, u chung ca rô ti mê tha vi, u su ca rô qua tê ca năng, u chung ca rô ti mê tha vi, su ca ru wa te ca năng. Và thượng tọa thích Minh Châu đã chuyển âm hạt tiếng Việt như sau: là tâm hoảng hốt dao động, khó hộ trì khó nhiếp, người trí làm tâm thẳng như thợ tên làm tên. Kính tri ông quý vị, xin chúc sư cũng như là mọi người trong đạo tràng sức khỏe, thật an lạc. Đây đầu hình vô thì thấy ship Kim Nhung tinh thần lên rất là nhiều. Lấy lại chắc là cũng là 8-9 thành công lực rồi đó. Hồi hôm qua thấy yếu quá, giống như tiếng Bình Định chúng tôi giống như đuổi đuôi không bay. Thưa sư, không biết tiếng Quảng Nam cũng có nói gì không? Yếu, đuổi đuôi không bay. Nói đùa cho vui ha. Chúc quý vị rất là thính thách an vui. Nam mô Bụt Thầy gia. Alo ạ. Alo ạ. Alo. Con kính lễ bạn. Cảm ơn Hồng Mai đã cho biết tín hiệu. Cảm ơn Giang Nhật Hà. Con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ ạ. Alo, alo, được chưa ạ? Vì con đọc là con nhìn vở ạ, cho nên là con không nhìn màn hình ạ. Dạ thưa
Ok, rồi cảm ơn ạ. Con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 33. Phần Đa Năng Cha Pa Lăng Chít Tăng Đu Rắc Khăng Đu Ni Hoa Ra Giang U Chung Ca Rô Ti Mê Tha Huy U Su Ca Rô Hoa Tê Cha Năng Phần Đa Năng Cha Pa Lăng Chít Tăng Đu Rắc Khăng Đu Ni Hoa Ra Giang U Chung Ca Rô Ti Mê Tha Huy U Su Ca Rô Hoa Chê Tê Cha Năng. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Phàm đa năng cha pa lăng chít tăng đu rắc khăng đu ni hoa ra giang. Phan là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chá pá là hai đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Đu là trường âm thông thường, rắc là trường âm nhấn, khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đun là trường âm nhấn, ní là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, giăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con đọc lại câu 1, câu 2 và con phân tích tiếp câu 3, câu 4 ạ. Phàn đa năng cha pa lăng chít tăng đu rắc khăng đu ni hoa ra giăng U chung ca rô ti mê tha huy u su ca rô qua tê cha năng. U là đoạn âm, chung âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, mê tha là hai trường. Mê tha huy là ba trường âm thông thường ạ. U su là hai đoạn âm, ca rô là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, p là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con xin đọc lại cả bài. Phan đa pa lăng chít tăng đu rắc khăng đu ni hoa ra giang u chung ca rô ti mê tha huy u su ca rô qua tê cha năng. Tâm hoảng hốt dao động, khó hộ trì, khó nhiếp người, tâm thẳng như thợ tên làm tên. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Con xin kể. Phan đa năng cha pa lăng chít tăng đu rắc khăng đu ni hoa ra giang u chung ca rô ti mê tha huy u su ca rô qua tê cha năng. Dạ, con đã đọc và kệ xong. Con có sai, con xin ngài và quý đạo hữu sửa cho con. Con cảm ơn tất cả. Con kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh ạ. Con xin xuống mic ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tề Đức. Kính lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc câu Pháp Cú số 33. Phan đa năng chá ba lăng chít tăng đu rắc khăng đùn ni và ra dăng. U dùn các u yun ca rô ti mê tha vi u su ca rô va tê cha năng. Phàn đa năng cha ba lăng chít tăng đu rắc khăng đùn ni va ra giăng. Phàn là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, năng là trường âm thông thường, chá bá là hai đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con phân tích hình như năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, con nhầm. Chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đu là trường âm thông thường,
Tắc là trường âm nhấn, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đun là trường âm nhấn, ní là đoạn âm, va là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phàn đá năng cháp ba lăng chít tăng đu rắc khăn đun ní và rá dân. Câu 3 và câu 4 ạ. U dùng cá rô tí mê thà vì u su cà rô vá tê chá năng. U là đoạn âm, u là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, mê tha vi là ba trường âm thông thường, ú xú là hai đoạn âm, ca là trường âm thông, ca rô là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, năng là trường âm thông thường. U dùng cá rô tí mê thà vì u su cà rô vá tê chá năng. Phàn đá năng chá ba lăng chít tăng đu rắc khăn đuôn ní và rá dân. U dùng cá rô tí mê thà vì u su cà rô vá tê chá năng. Tâm hoảng hốt dao động, khó hộ trì khó nhiếp. Người trí làm tâm thẳng, tư thể tên làm tên. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin cỡ. Phan đa năng cha ba lang chi tăng đô ra khăn đun ni va ra dặn. U chung ca rô ti mê tha vi. U su ca rô va tê cha năng. Dạ con đã đọc và kể phân tích xong ạ. Con xin xuống biết cái sai chỗ nào, xin Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa ạ. Con kính tri ân Ngài và kính chào Đạo Tràng. Dạ, Nam Mô Bát Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sanh Kha Dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Tuệ Đức. Con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phúc. Dạ, con kính chào Đạo Tràng. Dạ, cho con được đọc câu pháp cú số 33. Phan đa năng cha ba lăng chít tăng đô rát khăn đô ni và ra dằn ô chùm ca rô ti mê tha vị ô su ca rô vá tê cha năng. Phàn đa năng cha ba lăng chít tăng đô rát khăn đô ni và ra dằn ô chùm ca rô ti mê tha vị ô su ca rô vá tê cha năng. Con xin phân tích. Phan là trường âm nhấn, đá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá bá là hai đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm theo giọng nguyên âm, đu là trường âm thông thường, rát là trường âm nhấn, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đú ní đun là trường âm nhấn, ní là đoạn âm, va là trường âm thông thường, ra là đoạn âm, danh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú là trường âm nhấn, chùm là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá đoạn âm, rô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, mê, tha, vi là ba trường âm thông thường, ú, xú hai đoạn âm, ca trường âm, ca, rô là hai trường âm thông thường, vá đoạn âm, tê trường âm thông thường, chá đoạn âm, năng trường âm đặc thư giọng nguyên âm,
Con xin đọc lại. Phần đa lành cha ba lành chít tăng đồ rắt khành đồn đi và ra dành u chùm cá rồ ti mê thà vi u su cà rồ vé tề cha lành. Tâm hoảng hốt dao động, khó hộ trì, khó nhiếp, người trí làm tâm thẳng như thở tên làm tên. Nhà con xin kể. Phàn đã lắng cha bà lắng chính tăng đu ra khăn đu đi ba ra dần u chim ca rô tì mê tha bi u su ca rô và tê cha năng. Phàn đã lắng cha bà lắng chính tăng đu ra khăn đô ni ba ra chăng u chấm ca rô tì mê tha bi u su ca rô và tê cha năng. Nhà con đã đọc và kể xong, con phân tích ca sai, con kính xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ con cảm ơn. Nam mô Bụt A Di Đà, Nam mô Tham Ma Di Đà, Nam mô Sang Kha Di Đà. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 33 ngày hôm nay ạ. Phần đa năng cha ba lăng chít tăng đu rắc khăn đu ni hòa ra dăng. U chung ca rô ti mê tha vi u su ca rô vát tê cha năng. Phần đa năng cha ba lăng chít tăng đu rắc khăn đu ni hòa ra dăng u chung ca rô ti mê tha vi u su ca rô vát tê cha năng. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Phan là trường ấn, đá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá, bá là hai đoạn âm, là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đu là trường âm thông thường, rắc là trường âm nhấn, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đôn là trường âm nhấn, ní là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phanh đa năng cha ba lăng chít tăng đu rắc khăn đun ni hòa ra dăng. Câu số 3 và câu số 4. U chung ca rô ti mê tha vi u su ca rô vát tê cha năng. U là đoạn âm, chục là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, mê, tha, quy là ba trường âm thông thường, ú, xú là hai đoạn âm, ca, rô là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú chung ca rô tí mê tha quy ú su ca rô quát tê chá năng. Dạ con xin phép đọc lại ạ. Phần đa năng cha ba lăng chít tăng đu rắc khăn đu ni hòa ra dăng u chung ca rô ti mê tha vi u su ca rô vát tê cha năng. Tâm hoảng hốt, dao động, khó hộ trì, khó nhiếp, người trí làm tâm thẳng, như thợ tên làm tên là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhà con xin kể. Phan đa năng cha ba lăng chít tăng đu rắc khăn đu ni hòa ra dăng u chung ca rô ti mê tha vi u su ca rô vát tê cha năng. Phan đa năng cha ba lăng chít tăng đu rắc khăn đu ni wa ra ucho ti me tha wi u su ka ro wa te cha nang. Nhà con đã đọc bài xong, cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Nhà con xin kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên ạ. À.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính lễ nhà tri đức, đại đức, tự đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Nhà tự nhiên xin đọc và câu pháp cú và phân tích. Nam mô Thiều. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Phan đá năng, phan đá năng chấp bát lăng chít tăng đồ rác khăn đùn đi qua ra dăng. Phan là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, năng là trường âm giọng nguyên, chá bá hai đoạn âm, lăng là trường âm giọng nguyên âm, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm giọng nguyên âm, đu là trường âm thông thường, rắc là trường âm nhấn, khăn trường âm giọng nguyên âm, đun trường âm nhấn, ní đoạn âm, qua trường âm thông thường, rá đoạn âm, văn trường âm giọng nguyên âm. Phan đa năng cha ba lăng chít tăng đô rắc khăn đùn đi qua ra dăng. Đoạn ba. Ú đoạn âm, chun trường âm giọng nguyên âm, cá đoạn âm, rô trường âm thông thường, tí đoạn âm, mê tha quy ba trường âm thông thường, ú xú hai đoạn âm, ca rô hai trường âm thông thường, quá đoạn âm, tê trường âm thông thường, chá đoạn âm, năng trường âm giọng nguyên âm, u chun ca rô ti mê tha quy u su ca rô quát tê cha năng. Phan đa năng cha ba lăng chít tăng đô rắc khăn đồn nhị hòa ra dăng. U chun ca rô ti mê tha u su ca rô quát tê cha năng. Phan đa năng cha ba lăng chít tăng đô rắc khăn đồn nhị hòa ra dăng. U chun ca rô ti mê tha quy u su ca rô quát tê cha năng. Phan đa năng cha ba lăng chít tăng đô rắc khăn đồn nhị hòa ra dăng. U chun ca rô ti mê tha quy u su ca rô quát tê cha năng. Dạ, tự nhiên đã đọc bài và phân tích xong. Dạ, bây giờ kính mời Nhật Quỳnh ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, Chích Hoàng Thành, Chích Trần Phụng, Chích Hồng Mai, Quang Thanh và chị Meta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu của sao hôm nay cô Đỗ Thị Dương không có kể sao cô. Dạ, con thành kính đảnh lễ Ngài Tri Đức, Đại Đức, Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, hôm nay cô tu nữ Tệ Duyên không kể. Dạ. Dạ. Hà ơi, có muốn trả bài không Hà ơi? Có muốn trả bài thì tranh thủ đưa bàn tay lên để ngày nào khóa sổ nha Hà ơi. Dạ. Hà có trả bài không? Chích Hà trả rồi hả? Ồ, tại Nhật Quỳnh mới thấy Chích Hà vô. Dạ, cảm ơn chị Meta, cảm ơn Quỳnh và Nhật Hà. Dạ, con xin được trả bài. Ngày chưa xuất hiện, tức là còn giờ. Dạ, con xin được trả bài. Con không biết Đại Đức có trước máy không ạ? Nếu Đại Đức có trước máy cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn Hoàng Thanh.
phàn đa năng chấp ba lăng chít tăng đồ rạch khăn đồn ni quà ra dặn u chùm ca rô ti mê tha quy y su ca rô hoạch tê cha năng phàn đa năng chấp ba lăng chít tăng đồ rạch khăn đồn ni quà ra dặn u chùm ca rô ti mê tha quy y su ca rô hoạch tê cha năng. Con xin thích câu 1 và câu 2. Phanh trường âm nhấn, đá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chá bá hai đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chích trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đu trường âm thông thường, rách trường âm nhấn, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đun trường âm nhấn, ní đoạn âm, trường âm thông thường. Rá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phan đa năng chấp ba lăng chích tăng đô rạch khăn đuôn ni hòa ra dân. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ú đoạn âm, chùm trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá đoạn âm, rô trường âm thông thường. Tí đoạn âm, mê tha quy ba trường âm thông thường. Ú sú hai đoạn âm, ca rô hai trường âm thông thường, quá đoạn âm, tê trường âm thông thường, chá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. U chùm ca rô ti mê tha quy u su ca rô quá tê cha năng. U chùm ca rô ti mê tha quy u su ca rô quá tê cha năng. Con xin đọc hết bài ạ. Phàn đa năng chấp ba lăng chít tăng đu rạch khăn đun ni hòa ra dân u chùm ca rô ti mê tha quy u su ca rô hòa tê cha năng. Tâm hoảng hốt dao động khó hộ trì khó nhiếp người trí tâm, người trí làm tâm thẳng như thợ tên làm thên. Dạ con đã đọc và phân tích xong, nếu con có sai con cung thỉnh ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con. Nhà con xin được cậy ạ. Phần đa năng cha và lặng chế tăng đổ ra khăn đun vì qua ra dân ưu chung ca rô tì mê tha quy ưu su ca rô hòa tê cha năng. Phần đa năng cha và lặng chế tăng đổ ra khăn đun đi qua ra dân u chung ca rô tì mê tha quy u su ca rô hòa tê cha năng. Dạ con đọc rồi, phân tích rồi và cũng kể xong luôn rồi, con chưa thấy ngài xuất hiện à. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ hình như đạo tràng không còn vị nào đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên. Dạ con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng ạ. Ồ, xin hành kiểm chưa ra bài ạ. Dạ mời hành kiểm nha. Dạ con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, con kính đảnh lễ ơn Đức Pháp, con kính đảnh lễ ơn Đức Tăng, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ xin kính chào với đạo hữu trong đạo tràng. Con xin trả bài Pháp Cú Kinh số 33. Hoành đa năng cha ba lần chít tăng đồ rát khăn đồn ni hòa đa dần ô trùng các đồ ti mê thà quỳ ô su cà đồ tóc ô su cà đồ qua tề cha năng. Hoành đa năng cha ba lần chít tăng đồ rát hằng đồn ni hòa đa dần u trùng ca đồ ti mê thà quỳ u su ca đồ qua tề cha năng. À, con xin phân tích. Phanh trường âm nhấn, đá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chá bá hai đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chít trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm.
đô trường âm thông thường, rát trường âm nhấn, khăn, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đôn trường âm nhấn, ní đoạn âm qua trường âm thông thường, rá trường âm nhấn, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phan đá năng cha ba lần chít tăng đồ rát khăn đồn ni hòa đá dân. Dạ, con xin phân tích tiếp hai câu cuối. Ú đoạn âm chung trường âm đọc giọng nguyên âm, cá đoạn âm, rô trường âm thông thường, tí đoạn âm, mê tha hai trường âm thông thường, quy trường âm thông thường, ú số hai đoạn âm, ca trường âm thông thường, rô trường âm thông thường, quá đoạn âm, tê trường âm thông thường, chá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, u trùng rô tí mê tha quy u su ca rô quá tê chá năng. Dạ, con xin đọc lại nguyên bài. Hoàn đa năng cha ba lăng chít tăng đồ rát hằng đùn ni hòa đã dặn ô chung các đầu ti mê tha quỳ ô su ca đầu quá tề cha năng. Dạ, con xin kể. Phan đà năng cha bà lăng chi tăng đồ ra hằng đùn ni hòa đã dặn ô chung ca đầu ti mê tha quỳ ô su ca đầu quá tề cha năng. Phan đa năng cha ba lăng chi tăng đồ ra khăn đun ni hòa đa dặn ô chung ca đô ti mê tha quỳ ô su ca đô hoa tề cha năng. Tâm quản hốt, dao động, khó hộ trì, khó nhiếp, người trí làm tâm thẳng như thợ tên làm tên. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con trả bài xong. Dạ, con chỗ nào con có sai con kính quý sư quý cô tu nữ quý đạo hữu trong đầu tràng sửa lỗi dùm. Dạ, con xin cảm ơn. Dạ, xin dâng mít lại cho đạo tràng ạ. Sa thủ sĩ thành kiểm đã bao chót ha. Hôm nay vị nào cũng hay hết, tuyệt vời, không có chỗ nào sai sót. Quý vị đã rất là chuẩn về trường âm, đoạn âm, rồi thêm cái giọng kệ ngâm nga nữa, rất là hay. Câu Phật ngôn 33, trong câu Phật ngôn 33, bây giờ Sikim có thắc mắc thì thắc mắc chỗ này ha. Chứ còn khi đọc là cứ đọc thôi. Khi nào mà phân tích về tự vận á, thì khi đó thắc mắc. Tại sao? Còn đọc thì cứ lên mà đọc đi. Cứ chuyện ở ngồi quyền mà cứ đem vô để mình nói hoài ha. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa từ vựng câu Phật ngôn 33. Câu đầu tiên: Phần đa năng cha ba lăng chít tăng. Câu này có ba từ ha. Phần đa năng là một, cha ba lăng là hai, chít tăng là ba. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa từ vựng này. Chữ phân đa năng do cái từ phân đành á, nó là một danh từ trung tính á, karan ta na pung sa ka linh ga phân đành á. Ở đây nó được chia theo đối các số ít đô tỳ gia quỳ phát thi e ca quá chành á, cho nên phân đa na nó biến thành phân đa năng. Phân đa năng có nghĩa là chao đảo, chập chờn, rung động. Chao đảo, chập chờn, rung động là ý nghĩa của chữ phân đa năng. Từ
từ thứ hai, Chabalang. Chabalang do cái từ Chabala. Chabala nó cũng là một danh từ trung tính, Akran Tanapum Sakalinga. Và cái từ Chabala này được chia theo đối các số ít đối tỷ giá vị pháp tỷ ê câu quả chẳng hạ. Thì cho nên Chabala biến thành Chabalang. Chabalang là thay đổi, là dao động, là thay đổi, là dao động. Nó cũng hơi giống giống cái chữ phần đã lần. Và từ cuối của câu đầu tiên, chích tăng. Chích tăng do từ chích ta. Chích ta là một danh từ trung tính, Akran Tanapum Sakalinga. Chích ta được chia theo đối cấp đối tỷ giá vị pháp tỷ ê câu quả chẳng hạn. Cho nên chích ta cũng biến thành chích tăng. Chích tăng là tâm. Vậy thì phần đa năng cha bạc lăng chích tăng, tâm chao đảo thay đổi. Tâm chao đảo thay đổi. Rồi câu số 2. Đu rắc khăn đun ni hoa ra dần. Đu rắc khăn đun ni hoa ra dần. Chữ đu rắc khăn ở đây chúng ta thấy tiếp đồng ngữ đu ở phía trước cộng với rắc khăn. Chỗ này là cái chỗ mà khi nãy Sĩ Kim thắc mắc, thắc mắc nhưng mà bây giờ có mặt đó hay không, hay là thắc mắc hỏi xong rồi có bỏ chạy mất tiêu rồi, bây giờ giải thích thì bây giờ chạy đi đâu rồi. Có tiếp động ngữ là một từ nó đứng trước, nó đứng trước cái căn ngữ, cái chữ chính đó, cho nên gọi là tiếp đầu ngữ. Còn cái chữ mà đứng phía sau á thì gọi là tiếp vĩ ngữ. Cái câu này có hai tiếp đầu ngữ, chữ đu, tức là đu rắc khăn nè, và chữ đun ni hoa ra dân nè. Hai cái tiếp đầu ngữ này đều do chữ đu. Nhưng mà tại sao, tại sao khi nó là đu, nó là đu nhưng mà tại sao nó là đu, tại sao nó là đun, tại sao? Tùy. Chúng ta chưa bao giờ thấy chữ u mà nó đứng trước hai cái phụ âm như là chữ r. Thì nó là phải biến để rồi chúng ta có được một cái giọng đọc tương đối dễ. Chữ đu mà nó đứng trước hai chữ n, đứng trước chữ n thì nó biến thành chữ đun. Chữ đu mà nó đứng trước chữ r thì nó phải biến thành chữ đu. Cũng tùy trường hợp ha. Tùy trường hợp chứ không phải hồi nào nó cũng phải là như vậy. Tùy trường hợp. Và một cái tiếp vị ngữ ở cái câu số 3. Câu thứ tư nhé. Usukaro wa thì đó, cái tiếp vị ngữ đó chúng ta thấy nó biến mất đi chữ ý. Thôi thì ở đây du rắc khăn do cái từ du cộng với rắc khăn, mà đu là một tiếp vị ngữ, tiếp đầu ngữ có nghĩa là khó, là xấu, là tồi. Tiếp đầu ngữ đu có nghĩa là khó, là xấu. Và chữ rắc khăn do cái từ rắc khá. Rắc khá có ý nghĩa là phòng hộ,
canh phòng, phòng hộ, canh phòng. Cái từ rắc khá này nó là một danh từ trung tính ha. Akran tanapum sakhalinga. Và rắc khá này được chia theo đối cách số ít đô tỳ gia quỷ phát thi e cao qua chẳng hát. Cho nên rắc khá biến thành rắc khăn. Vậy thì đu rắc khăn có nghĩa là khó hộ trì, khó phòng hộ. Khó hộ trì. À, bởi vì tiếp đầu ngữ không thể, à, không thể. Khi mà cái ở phía sau nó là một, à, một phụ âm thì phải là hai phụ âm. Chứ không thể đu rắc khăn. À, không thể là đu rắc khăn. Mà nó là đu rắc khăn. À, cái ý của Sĩ Kim có nghĩa là thay vì chữ đú đó phải là hai chữ R ha? Hai chữ R. Chúng ta đọc sang đây à. Ở đây đu rắc khăn chúng ta rất là dễ đọc. Còn chữ chữ đú mà thêm hai chữ R thì đọc sao đây? Chưa bao giờ thấy chữ này ha? Chưa bao giờ thấy chữ này. Còn chữ đú mà ở phía sau nó là một trường, à, một phụ âm, à, ví dụ như chữ đun ni qua ré dần thì cái trường hợp này chúng ta gặp nhiều ha. Nó không phải là trường âm thông thường mà nó là một trường âm nhấn. Rồi mời Sĩ Kim. À, lô mời lên cầm mic, ai có bảo phải là mời chạy ra ngoài, chạy đi mất tiêu. Rồi, vô lại rồi, nghe rõ không? Hồi nãy mời lên là coi như là bỏ chạy. Ha? À, vậy thì phụ âm ý hả? Không đứng sau nguyên âm. À, phụ âm hay là phụ âm rá hả? Phụ âm rá không đứng sau nguyên âm, tùy tùy nha, tức là tùy trường hợp. Chưa bao giờ thấy cái trường hợp mà chữ ú, à, nguyên âm ú đứng trước hai chữ r. Rồi mời Sĩ Kim nha. Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư và các cô tu nữ cùng với Phật tử. Con không biết tại sao cái tích tắc nó cứ vô con hoài mà con không có cái app của nó. Nó cứ chặn chặn hoài để ngồi con coi như thế nào. Sư, con thấy theo con hiểu đó, đú rắc khăn thì đúng hơn là đu rắc khăn. Tại vì cái trong cái chữ chính này là chữ rắc khá, rắc khăn, rắc khá. Nhưng mà nó chia theo đủ chi giá quỳ phát tí e kha qua cha ná, tức là ngôi thứ hai. Thì cái chữ đú nó chỉ là tiếp vị ngữ, thì nó đi nó ráp vô chữ rắc khá thì đọc là đú rắc khá. Hay là nếu mà chia theo đủ chi giá thì nó đú rắc khăn. Nhưng mà con biết tại sao sư lại cho chữ giống nguyền ở vô đó thì con không hiểu cái cách ráp nói này như thế nào vậy thôi. Thì sư nói là nếu mà chữ đu mà phải phía sau nó là phải hai phụ âm như vậy, phải là đú rắc khăn chẳng hạn như vậy. Con không hiểu, để con coi lại. Thì thường là con thấy chữ đú là chữ ráp vô thôi. Nếu trường hợp nó trước nó là một nguyên âm thì nó phải biến đổi theo, nó thay đổi theo sao. Nhưng mà nếu mà nó chữ một, nó là chữ đú thôi thì nó ráp vô trước nó là phụ âm thì nó ok sư. Còn đú ni qua ra dân thì nó phải thêm chữ anh nợ vô, cái chữ đú ni qua thì nó thêm vô thôi. Thì con không biết nó tại sao nó lại, nếu mà đú giống vậy, nếu nó không thêm thì là
D-U-U, hai chữ U, D-U-U rắc khăn. Thì giờ nếu hai chữ U vô á, thì nó phải đu. Thì theo sư biết thì sư nói nó phải là chữ đu. Thì nếu mà sư coi vậy thì để con hỏi tiếp, con học tiếp, con coi có đúng không. Con cũng xin cảm ơn sư ạ. À. Dạ, con trả máy rồi. Alo, 123, 123. Trong cái văn phạm, cái phần logo và sanh thí, xóa và ráp chữ, thì khi một đoạn âm mà nó gặp thêm một cái đoạn âm nữa, dù là cái nguyên âm đó là đoạn âm, mà gặp một một phụ âm mà đoạn âm, thì nó phải biến, chứ không thể giữ nguyên cái trạng thái đó. Tức là hai cái đoạn âm nó sẽ thành một trường âm, nhưng mà cũng tùy trường hợp, chứ không phải hồi nào cũng là như vậy. Cho nên ở đây ví dụ như U là một nguyên âm, ví dụ chữ đú là một một cái từ này, một nguyên âm của đoạn âm, mà khi ráp với một phụ âm thì nó phải biến, nó trở thành một trường âm. Thì cái trường âm đó là chữ đu hay là chữ đun, chữ đu hay là chữ đun, tùy theo trường hợp, tùy theo trường hợp, chứ không bắt buộc nó phải là chữ đu không. Nếu mà chữ đu thì nó có ý nghĩa gì? Đã gọi là tiếp vị ngữ, tức là nối vô đầu câu, thì nó phải là trường âm, nó phải là trường âm, chứ không thể nó là đoạn âm. Đa số là như vậy. Rồi chúng ta cứ chấp nhận vậy đi. Trong coi lại cái phần logo và thí, xóa và ráp chữ, xích kim. Rồi chúng ta tạm hiểu câu số 2. Đù rắc khăn, có nghĩa là khó hộ trì, khó phòng hộ. Rồi bây giờ qua cái từ thứ hai, đun ní hòa ra dần, cũng là tiếp đồng ngữ đu nè, mà nó biến thành chữ đun nè. Ní hòa ra giá, ní hòa ra giá, đó là một cái từ sự tiết chế, sự ngăn cản. Ní hòa ra ná, ní hòa ra giá, nhưng mà có chữ đú ở phía trước. Khi có chữ đú ở phía trước thì nó không phải là đú ni hòa rạ dần, mà nó phải là đun ni hòa rạ dần. Nó biến thành trường âm, nó biến thành trường âm, chứ không thể giữ nguyên cái hình tướng của nó là đoạn âm đú, mà nó phải biến thành đun ni hòa rạ dần. Đun ni hòa ra dần có nghĩa là khó tiết chế, khó ngăn cản, khó ngăn chặn. Khó tiết chế, khó ngăn chặn, khó ngăn cản. Vậy thì câu số 2, đu rắc khăn, đun ni hòa ra dần, khó hộ trì, khó ngăn chặn. Câu số 2, khó hộ trì, khó ngăn chặn. Rồi, chúng ta đến câu số 3. U chung ca rô tí mê thà quỳ, u chung ca rô tí mê thà quỳ. Chữ u chung do cái từ u chú. U chú là một danh từ trung tính, u kran ta na pung sa ca linh ga. Và ú chú được chia theo đối các số ít đu tỳ giá huỳ phát tí ê ca quê thành á. Cho nên ú chú biến thành ú chung. Ú chung có nghĩa là được ngay thẳng, được ngay thẳng. Rồi từ thứ hai, ca rô tí, đây là một động từ có nghĩa là làm, động từ số ít, ca rô tí, động từ làm.
Và từ thứ ba, mê tha quy. Mê tha quy, đây là một danh từ nam tính và đứng làm chủ từ. Bạch tham á ngày câu qua cho nam quỳ khoa tí. Na quy là người sáng suốt hay là bậc trí? Bậc trí hay là người sáng suốt? Vậy thì câu số 3, u chung ca rô tí mê thà quỳ. U chung ca rô tí mê thà quỳ, người sáng suốt làm cho tâm được ngay thẳng. Người sáng suốt làm cho tâm được ngay thẳng. Chữ tâm nó nằm ở câu số 2 ha. Và câu cuối cùng, Usuka ro wa te chát năng. Usuka ro wa te chát năng. Cái chữ Usuka ro được cộng với quá để biến thành Usuka ro quá. Đây là một tiếp vị ngữ đi chung với cái từ Usuka ro ha. Ở đây cái từ này chúng ta thấy có ba từ nó dính liền ở trong đó. Có ba từ dính liền trong cái từ Usukaro. Chữ Usu nó là một danh từ nam tính, Ukaran Tapum Ringa. Usu là mũi tên nè. Rồi chữ Karo do cái từ Kara. Kara là một danh từ nam tính nè. Akaran Tapum Ringa. Và chữ ca rá đó được đứng làm chủ từ và tham á ngày câu cho nó bị phát tí, cho nên ca rá biến thành ca rô. Ca rô là việc đã được làm. Rồi thêm cái từ ý quá nó đi liền theo sau. Và chữ ý quá khi mà nó đi chung với u su ca rô thì nó mất đi cái chữ ý. Mất đi chữ ý, nó đứng rời ra thì nó là ý quá. Nhưng mà đứng chung với Usukaro thì chữ ý biến mất. Cho nên gọi là tiếp vị ngữ. Tiếp vị ngữ là một cái từ cuối cùng, nó dính liền với một cái từ đó để nó bổ sung . Thì ở đây ví như mũi tên đã được làm. Ví như mũi tên đã được là cái từ caro, Usukaro quá. Mà người ta nói rằng đây là một người thợ làm tên, Usukaro quá. Ví như thợ làm tên ha. Ví như thở làm tên. Rồi cái mũi tên đó là cái chữ cuối cùng, tê chát năng. Tê chát năng do cái từ tê chát ná. Tê chát ná nó là một danh từ trung tính, akran tanabum sakalinga. Và tê chát ná được chia theo đối cách số ít đối tỷ giáo quỳ phát tí ê câu qua chát ná, cho nên tê chát ná biến thành tê chát năng. Tê chá năng là cái tên. Rồi, câu cuối cùng ý nghĩa thế nào? Usukaro wa tê chá năng, ví như thở làm tên, uống thẳng cái tên. Ví như thở làm tên, uống thẳng cái tên. Rồi cầu Phật ngôn 33 phẩm tâm. Nó lấy ý nghĩa tâm trao đảo, thay đổi, khó hộ trì, khó ngăn chặn. Người sáng suốt làm cho tâm được ngay thẳng, ví như thợ làm tên, uống thẳng cây tên. Ý nghĩa cầu Phật ngôn 33: tâm trao đảo, thay đổi, khó hộ trì,
khó ngăn chặn. Người sáng suốt làm cho tâm được ngay thẳng, ví như thợ làm tên uống thẳng cây tên. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: khó thay trì nhiếp tâm người, chập chờn dao động vạn đời không yên. Thợ tài uống thẳng cây tên, giữ tâm cũng vậy, thiện hiền khéo tu. Khó thay trì nhiếp tâm người, chập chờn dao động trọn đời không yên. Thợ tài uống cây tên, giữ tâm cũng vậy, thiện hiền khéo tu. Rồi Ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ Ngũ Ngôn: tâm hoảng hốt dao động, khó hộ trì, khó nhiếp. Người chỉ làm tâm thẳng như thợ tên làm tên. Tâm hoảng hốt dao động, khó hộ trì, khó nhiếp. Người chỉ làm tâm thẳng như thợ tên làm tên. Alo. Trong cái phần từ vựng, quý vị thấy có chỗ nào thấy hơi rắc rối, chúng ta làm cho sáng tỏ, hoặc là chúng ta diễn tả, nếu có chỗ nào sơ sót thì quý vị cũng hoan hỷ. Câu Phật ngôn 33 và câu Phật ngôn 34 cùng một duyên sự. Vậy thì khi học đến câu Phật ngôn 34, chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa của câu Phật ngôn 33 luôn. Bây giờ trong cái câu Phật ngôn này, quý vị hiểu như thế nào? Nó rất là khó hiểu, bởi vì có những người hữu duyên thì mới gặp câu Phật ngôn này. Tức là câu Phật ngôn này Đức Phật chỉ nói lên với cái đối tượng, với cái ba la mật, với cái phước duyên họ đã chín mùi và người ta hiểu và họ chứng đắc. Còn chúng ta là những người sinh sau đẻ muộn, làm sao chúng ta hiểu được? Có những lúc mà Đức Phật Ngài nói chuyện, Ngài thuyết giảng, nhưng mà ngồi đó, ngồi trước Đức Phật mà còn không hiểu hào hứng gì chúng ta. Như trường hợp có 5 người đến nghe pháp lại Đức Phật, nhưng mà trong 5 người đó chỉ có một người biết nghe, còn 4 người kia ngồi chơi xe nước. Người thì vẽ dưới đất, người thì rung cây, người nhìn lên trời, người ngủ gục. Thì quý vị thấy như sao? Được gặp Đức Phật là một cái chuyện khó khăn, là khó sanh được làm người, làm người khó được sống lâu, khó nghe giáo pháp, khó gặp Phật ra đời. Thế mà gặp Đức Phật, khi Đức Phật thuyết pháp, mình đối diện với Đức Phật mà còn bắt chuồn chuồn, còn ngủ gục, còn rung cây, còn nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn gió. Chỉ có một người nghe trong 5 người. 5 người thì chỉ có một người nghe. Còn bây giờ, với những câu Phật ngôn này, chúng ta chỉ hiểu trên cái hình thức. Tức là chúng ta chỉ tu thân thôi. Thời kỳ Đức Phật là tu tâm, khẩu truyền tâm thọ, và ba la mật đã chín mùi. Cho nên các ngài coi như thọ nhận cái thánh sản rất là nhanh. Còn bây giờ chúng ta là tu thân chứ không phải là tu tâm. Tại sao gọi là tu thân? Chúng ta tu trên hình thức. Bởi vì bây giờ tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, tức là cái chuyện bây giờ là chúng ta phải nhìn trên cái hình thức đại dịch.
những cái phương pháp để phòng ngừa. Mà phòng ngừa như vậy là cái thân bệnh chứ không phải là tâm bệnh. Mà khi cái thân bệnh á, với cái bài này á, là một cái bài mà chúng ta như thở tên làm tên, mà phải làm cho mũi tên nó thẳng, chứ không phải là tâm quẩn hút dao động khó trì khó nhiếp. Cái tâm bên trong để qua một bên, nhưng mà cái bên ngoài là chúng ta phải làm cái tên cho nó thẳng, phải có oai nghi tế hạnh, phải tỏ ra mình là một người con đối với cha, đối với mẹ, đối với anh, đối với em, đối với gia đình. Mình phải thể hiện những cái pháp thích nghi để xứng đáng là một người con trong gia đình, tức là vấn đề tu thân. Chứ cái vấn đề tu thân chúng ta phải thể hiện coi như tư cách của một người con Phật, tư cách của một người con đối với cha, đối với mẹ, đối với anh, đối với em, đối với chồng, đối với vợ, vân vân. Thì cái vấn đề quan trọng là an cư lạc nghiệp. Quan trọng ở đây tức là chúng ta phải tu ở nhà nhiều hơn là tu ở chùa. Bây giờ là một cái trường hợp giãn cách, một cái trường hợp mà coi như cách ly, một cái trường hợp mà ở đâu ở yên đó, thì tu đâu cho bằng tu nhà. Đúng rồi, ở nhà chúng ta đi nhiều quá rồi, bây giờ ở nhà chúng ta mới thấy rằng chúng ta có tu hay không, hay là đi cho đã rồi bây giờ ở nhà tù túng, ở nhà bị cột chân, ở nhà giống như ở tù. Không, một cái cơ hội để chúng ta ở nhà để nhìn lại chính mình. Mà cái nhà đó là cái gì? Nhà đó chính là cái thân của chúng ta. Chúng ta phải nhìn lại chính bản thân của mình. Tại sao? Tại sao chúng ta phải nhìn lại chính cái nhà là cái thân của mình? Bởi vì cái tâm của chúng ta hoảng hốt dao động, tâm của chúng ta khó hộ trì, khó nhiếp phục. Bây giờ chúng ta nhìn lại chính cái bản thân này, chúng ta tu thân trước. Và cái thân của chúng ta có thích nghi với cái hoàn cảnh bên ngoài hay không? Đó là điều quan trọng. Chúng tôi chỉ gợi ý, và quý vị tiếp tục thảo luận về câu Phật ngôn 33 này. Rồi, xin được nghe ý kiến của quý vị. Alo, xin mời. Rồi, sư Trần Phụng, tặng cho anh Cành Hoa, mừng quá. Mời sư Trần Phụng có ý kiến trước. Alo, câu Phật ngôn này, sư Trần Phụng nghĩ sao? Trời ơi, tặng hoa mà nó không nữa. Bây giờ quý vị có sao nói vậy người ơi? Tại sao gọi là tâm quán hốt dao động? Mình sợ gì mà phải quán hốt dao động? Tại sao mà khó hộ trì, khó nhiếp phục? Cái gì đâu mà khó, cái gì đâu mà dễ, khó dễ thế nào? Ở đây nói lên người trí nghe, chứ không phải là người thiểu trí. Thì người trí là người mà như ăn đáp bảo cái câu cuối cùng, pa cha tăng quê đi tắp đồ người hết. Chỉ có người trí mới hiểu mà thôi. Mà hiểu hiểu như thế nào? Phải hiểu là cái cuộc sống của chúng ta luôn luôn bị chi phối bởi vô thường, tức là sự thay đổi. Rồi bị chi phối bởi sự khổ đau, chi phối bởi mình không làm chủ được. Khi mình hiểu như vậy thì mình làm điều trị. Còn bây giờ thay đổi, mình buồn, mình muốn thường còn. Rồi đau khổ thì mình muốn an lạc. Rồi vô ngã thì mình cứ muốn chấp ngã. Thì như vậy thì đâu phải là người trí. Cho nên khi mình hiểu rằng
các sinh ra hai bàn tay trắng rồi nằm xuống cũng trắng tái, các bụi cũng trở về các bụi, có người mình trước sau cũng chết. Thì như vậy thì quả hút dao động cái gì? Rồi mình nghĩ rằng cái kiếp sống của con người chẳng qua là một cái chiếc thuyền mình mượn để qua cái dòng sông sanh tử. Tấm thân giả tạm có chi mà chỉ mượn làm thuyền để quá gian. Thì mình quá gian có nghĩa là trong cuộc sống mình phải tạo, mình phải có một chút gì để nhớ, để thương, sống phải có giá trị. Cái điều đó quan trọng. Chứ bây giờ cọp chết để da, người ta chết để tiền. Bây giờ với cái thân phận làm người sanh ra thì rất là khó khăn. Nhưng mà rồi mình sống không có ý nghĩa của kiếp người thì thấy nó cũng quê chứ, nhục chứ. Có phước mới được sanh làm người, ngũ giới bất kỳ, nhân thiên lộ triệt. Nhưng mà bây giờ mình đã là kiếp người, là tạo những ác nghiệp, thì nó uổng phí cho cái kiếp sống luân hồi này. Quý vị nghĩ sao? Bây giờ có ý kiến chứ? Còn 12 phút nữa. Trời ơi, thời gian này quý vị có thể vô tư. Alo, ai có ý kiến cứ mạnh dạn đi. Có sao nói vậy người ơi. Rồi, Sa Thủ Xích Nhật Quỳnh. Rồi, bây giờ mời Xích Nhật Quỳnh nha. Nam Mô Bụt Thà Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Metta, cảm ơn Thiền Vũ, kính ơn Trần Vũ, kính ơn Hoàng Thành đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn Hồng Mai. Dạ, trước nhất thì con cung thỉnh Ngài nghỉ ngơi trong giây lát, dùng đất nước bạch Ngài. Dạ, con thấy Ngài giảng từ vựng và đã cũng nói sơ qua về duyên sự, cái ý nghĩa trong bài kinh này. Con thấy Ngài hơi mệt rồi nên Ngài mời hoài. Dạ, con xin đỡ mít thôi. Dạ, nếu vị nào có ý kiến hay hơn thì xin mời bàn tay. Nhật Quỳnh xin nhượng mít ạ. Nhật Quỳnh chỉ đỡ mít cho Ngài thôi. Dạ. Trong khi chưa có bàn tay á, thì Ngài cho con hỏi một câu bạch Ngài. Nhìn qua cái câu tâm dao động này. Dạ, con thấy ngày hôm qua con có một người bạn đúng năm sợ Nhật Bình hả? Hôm qua có một người bạn, thật sự là mấy nay tâm con cũng rất là dao động, nhưng mà con nghĩ việc gì nó đến, nó phải đến, mình chấp nhận nó thôi. Thì con thấy sự chấp nhận con thì con thấy tâm con bình tĩnh hơn. Nhưng mà hôm nay nghe Ngài nói về tâm dao động thì con nghĩ đến trường hợp hồi tối hôm qua con nhận được một cái clip của một người bạn ở Việt Nam gửi cho con. Gửi cho con một cái clip là những người bị Covid rồi bị vào cách ly ở một cái nơi đó, tức là không có chỗ nằm, không có giường, không có thức ăn. Và cái người này quay lên, đưa lên cái clip thì nói là chia sẻ nhiều lên để nhiều người hảo tâm, mạnh thường quân có thể giúp cho cái trại đó, chỗ đó, chỗ đó, ghi lên cái bảng đàng hoàng. Thì con chợt nghĩ nếu mà mình đã quay lên được, mình tức là mình còn sức khỏe, mày nghe giọng nói cô này còn sẵn sàng, thì con nghĩ nếu mình còn sức khỏe mình có thể quay được. Mình nói là cơm ở chỗ đó nấu nó bị sống không ăn được, bỏ từ đống mà bỏ những cái đống mà không phải chỗ để rác thì bỏ vô, rồi gốc cây chỗ này chỗ nọ đều có rác, chỗ này cổ gọi lên đầy đủ rác, rồi chỗ nằm ngủ không này kia. Thì con chợt nghĩ nếu mà mình còn sức khỏe, nếu mà mình được học Phật, nếu mà cái những người này mà được học Phật thì bây giờ mình còn sức khỏe, mình vào mình cách ly
thì mình biết rằng bệnh viện, bác sĩ, y tá hoặc những người lo vệ sinh ở cái nơi đó nó quá tải, người ta cũng là sức người, mà vào một ngày mà cả ngàn người, 2.000 người lây nhiễm rồi đổ vô như Mỹ chỗ như vậy thì làm sao mà ai mà lo cho nổi. Cái thứ hai nữa, mình không có ý thức được, ví dụ bây giờ người ta nấu cơm sống mình ăn không được, mình ăn không được thì mình phải kiếm chỗ mình để hay như thế nào hay làm sao, chứ mình đem mình mạnh ai nó giục nó bỏ tùm lum hết rồi nói là không có người dọn rồi không có người lo. Thì con chợt nghĩ nếu mà mình bị như vậy mình chấp nhận rồi, mình thay vì mình còn sức khỏe để mình quay lên mình kêu ai cứu giúp cho mình thì tại sao mình không làm công quả đi. Giống như con thấy những Phật tử ở chùa Pháp Luân người ta bỏ rất là công sức vào, nhiều thật là nhiều, để đo cho chùa từng cái cây, cái miếng ăn, thức uống hay cái này cái kia, cả vợ cả chồng bỏ bao nhiêu thời gian. Thì con nghĩ là nếu mà tâm mình đừng dao động, mình vào mình ở nơi đó mà tâm mình không dao động, bây giờ mình khuyên mọi người ai còn sức khỏe thì mình phải dọn dẹp mình để có, mình có cái chỗ ngủ, mình có chỗ ở sạch sẽ. Thì con nghĩ khi mà mình làm việc như vậy á thì tâm mình nó sẽ bớt dao động, và con nghĩ là do cái gì đó mình có thể bất bệnh hay không. Con cũng thỉnh ngài cho con ý kiến, con nghĩ như vậy. Và nếu mà trường hợp mình làm như vậy mình có bất bệnh không, tại vì giống như mình tu thân. Và con kính nhân mít đến ngài, ngài chỉ dạy cho con ạ. Sa thủ Sít Nhật Quỳnh, đây là một câu chuyện ở ngoài huyện. Tâm trạng chung, quý vị thực tế gặp là quý vị thắc mắc, đó là một cái chuyện mà rất là thường. Bây giờ xác lại nè, chúng ta học hỏi về Phật pháp thì cái tâm của chúng ta phải tương đối hơn một tí. Tương đối ở đây có nghĩa là có hoảng hốt, có dao động hay không. Khi chúng ta học thì chúng ta phải nhìn lại chính mình, để rồi khi mà đối diện với thực tế, cái này do đâu mà có, đây là cái quả, chúng ta phải chấp nhận. Chứ không phải cái cơ quả nó đến là chúng ta cứ la ôm sòm. Tại sao chúng ta không chấp nhận cái quả? Cuộc sống của chúng ta đâu phải là tự nhiên trên trời rớt xuống, có nhân có quả mà. Người Phật tử phải tin nhân, tin quả, tin nghiệp, tin vào tuệ giác của Đức Phật. Thì bây giờ chúng ta tin nhân, tin quả thì cái pháp nó đến với chúng ta, cộng nghiệp, chúng ta phải chấp nhận. Nhưng mà chấp nhận mà còn than cái gì? Trong cái cộng nghiệp có cái biệt nghiệp. Biệt nghiệp đó chính là chúng ta thầm mô hóa quê rất là tiết thầm má cha ri. Chúng ta thực hành được nhiều thiện pháp, cho nên những cái thiện pháp đó nó nâng đỡ. Tại sao người ta bị mình không bị? Cái phước của mình nó hỗ trợ. Búp bê cá ta phun nha ta, cái phước quá khứ nó hỗ trợ cho chúng ta, để rồi những người khác bị mà mình không bị, mình thấy mình quan hỷ trong thiện pháp thêm nữa. Cho nên ở đây khó hộ trì, khó nhiếp phục là bởi vì tâm của chúng ta hoảng hốt dao động, chúng ta không nhìn thẳng vào thực tế. Đây là kết quả mà chúng ta phải chấp nhận. Chấp nhận bằng cách thế nào? Tại sao chúng ta chấp nhận mà lại than thở? Chúng ta chấp nhận để rồi chúng ta hóa giải. Như thở tên làm tên, làm cho cái tên nó thắng. Thì cái tâm của chúng ta khi nhìn vào cái sự khổ này thì chúng ta phải áp dụng những cái biện pháp mà nhà nước đã hỗ trợ. Có chỗ tập trung là tốt, có chỗ người ta lo là tốt. Tại sao mà mình còn phải thế này thế kia? Tại vì cái ác nghiệp của mình, cho nên mình phải chấp nhận. Chứ tại sao là nó không sao?
nhà nước cũng đổ cả tiền tỷ ra để nhà nước lo, cũng vì cộng đồng, cũng vì cộng nghiệp. Nhưng mà mình đã vướng vô đó thì mình phải biết rằng ác nghiệp đã trả quả. Thì bây giờ cái câu, có một câu Phật ngôn mà sau này quý vị học, dù ở trên trời, dù dưới biển cả, dù trốn vô hang động, không tránh khỏi cái ác nghiệp. Không tránh khỏi ác nghiệp thì mình làm mình phải chịu thôi. Luân hồi sanh tử thì do cái nhân để rồi cái quả nó trổ. Vậy thì bây giờ đối với cái quả khi nó đã trổ như thế này, chúng ta than thở thì chúng ta làm được cái gì? Ngài Mục Kiền Liên à, quý vị thấy không? Ngài là một cái vị thượng thủ thanh văn, cánh tay trái của Đức Phật, mà Ngài cũng bị như vậy. Thì bây giờ chúng ta là cái gì? Cho nên mong quý vị cứ bình tĩnh. Tức là người kỹ làm cho cái tâm của mình thẳng, tức là nhìn thẳng vào sự thật. Để rồi, trước tiên đối với xã hội bây giờ là mình tu thân, tức là thân không bệnh á. Tu thân trị gia, tu thân trị trị tu thân trị gia, tức là trước tiên là cái thân của mình không có bệnh hoạn thì cái gia đình của mình nó mới hạnh phúc được chứ. Bây giờ một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, mình cứ lê la chỗ này chỗ kia ham vui thì chắc chắn rằng cái vấn đề mình không có phòng hộ, không có tránh né thì chắc chắn là mình phải lây nhiễm, mà lây nhiễm thì làm khổ cho gia đình. Thì cái chuyện trước mắt chúng ta phải tuân thủ. Tu thân tề gia trị quốc mới bình thiên hạ. Thiếu chữ tề, tu thân, thiếu chữ tu thân ở phía trước. Tức là bây giờ chúng ta tu là tu cái thân, mà thời kỳ của Đức Phật đó là tu tâm. Bởi vì Đức Phật Ngài biết được cái căn tánh của người đó, ba la mật của người đó, cho nên Đức Phật Ngài có tha tâm thông. Ngài nói một câu ra là coi như là người đó chứng đắc. Thì thời kỳ mà Đức Phật là thời kỳ chúng ta tu tâm. Còn thời kỳ bây giờ mình không phải là người hữu duyên với những câu Phật này, cho nên chúng ta tu thân nhiều hơn. Hôm qua thảo luận, tức là chúng ta học một bài học về Covid. Nhiều ý kiến, trong nhiều ý kiến đó thì chúng ta để làm gì? Tiếp thu để cho cái thân chúng ta khỏi bị bệnh, chứ không phải là đem ra nói chuyện thào lao. Trong những cái buổi sinh hoạt có chủ đề, tức là thân của chúng ta trong bốn điều thân thọ tâm pháp, thì cái thân này là cái điều rất là quan trọng. Đó là một cái đề mục mà chúng ta nhìn thẳng vào đó để thấy rồi, để thấy nó cái thân này nó biến chuyển thế nào, rồi nó trải qua cái trạng thái đau khổ, vui vẻ hoặc là không vui không khổ, tức là khi mà nó cảm thọ ha. Rồi cái tâm của chúng ta có quảng hốt, có dao động hay không. Rồi cái pháp nó diễn tiến, dù có Đức Phật hay không có Đức Phật thì cái pháp nó vẫn có như thường. Vậy thì câu Phật ngôn này là một bài học để cho chúng ta thấy rằng đừng có dao động, đừng có hoảng hốt. Tại vì cái phước của chúng ta nó tới dừng đó, cái tội của chúng ta nhiều quá, cho nên chúng ta mới sanh ra trong cái giai đoạn này, để rồi chúng ta bị cộng nghiệp. Nhưng mà trong cộng nghiệp đó chúng ta cũng có đường để mà gỡ, chứ không phải là chúng ta bị vướng chung vô trong đó. Thời kỳ của Đức Phật thì quý vị thấy dòng họ Sắc Giá bị tru diệt, mà Đức Phật cũng phải bó tay thôi, bởi vì cái cộng nghiệp. Khi đã chín mùi rồi thì Ngài đành phải chấp nhận.
mặc dầu một lần để ngăn trở vua A Xà Thế thì nó kéo dài khoảng 3 tháng hoặc là 4 tháng. Trong vòng 3 tháng hay 4 tháng đó thì những người hữu duyên trong gia tộc của Sakya chứng đắc thánh quả. Cứ một thời gian như vậy thì cái số người đó chứng đắc được thánh quả được một mớ. Và 3 lần như vậy thì cũng cả được gần được cả năm, gần cả năm trời. Thì số người tu tập chứng đắc thánh quả cũng nhiều, và người nào mà nghiệp nặng thì coi như chấp nhận thôi. Rồi bây giờ quý vị tiếp tục ha. Sĩ Nhật Quỳnh có gì thắc mắc nữa không? Alo, Sĩ Nhật Quỳnh hỏi rồi, bây giờ trả lời rồi im ru vậy ha. Rồi không có gì nữa hả? Không có tức là không đưa tay nữa hả? Còn ai đưa tay nữa? Wow, hết giờ rồi còn đưa tay gì nữa. 6:34 rồi. Khổ đế. Chúng tôi muốn nhường cho quý vị để cho quý vị có ý kiến. Quý vị chậm quá. Lần sau quý vị cố gắng nha. Bởi vì khi quý vị thắc mắc, đó là những cái bài học của đạo tràng mà chúng ta coi như là nên triển khai và tôn trọng ý kiến của người ta, chứ không phải là người ta nói bậy mà mình nghĩ rằng ô, không cần nghe. Và mình là những người cầm micro hoặc là những người trong ban điều hành thì mình có quyền, không phải. Tôn trọng người ta để học hỏi những cái hay, cái đẹp. Thôi thì buổi sinh hoạt của chúng ta qua câu Phật ngôn 34, chúng ta sẽ hiểu cái duyên sự câu Phật ngôn này, tại sao hoảng hốt dao động. Và chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng vào cuộc sống của chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin oai lực vô biên chư toàn giác độc giác và thiên văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam thiện nữ cùng Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sa cha wa che na so ti wo ho tu sa ba da. Do lời chân thật này, kính dâng và phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Mời sư Công Nhật kết thúc buổi sinh hoạt ạ.